Khi em học thi âm dương khí công thì cũng biết thở đường dương đường âm và được thở cái chỉ số vàng. Thì em cũng không biết là có đúng hay không. Thế nhưng mà em nghĩ là đúng bởi vì là mình thấy người nó cũng tốt lên. Đấy. Dạ, thì thầy em về em thực hành và rất nhiều các bạn trong lớp cũng thực hành và đều thấy tuyệt vời luôn. Thực hành có nghĩa là trước khi em thì em làm là trước khi vào lâm trận là em thở 10 đường dương. 10 đường dương. Sau đó là bắt đầu. Và em cũng nói với lại người bạn tình như thế để cho em thực tập xem thế nào. Thế thì quả thật là tuyệt vời. Ngày xưa thì chỉ được khoảng có độ 8, hôm nào nhiều thì được 10 phút là xong. Nhưng bây giờ được lên đến 20 phút. Hay quá, vỗ tay cái. Và trong khi đó thì em sau khi xong khoảng có độ 3 phút thì em lại thở 10 đường dương nữa. Thì em thấy người rất là bình thường, như không có gì xảy ra. Và lưng không thấy đau nữa. À, hay quá. Đấy. Mà trước là sau đó là thường là đau lưng. Bởi vì cái tuổi của em nó cũng dạ. Kém rồi. Mà em lại bị tiểu đường nữa. Nhưng mà em thích nhất là em không thấy đau lưng nữa. Anh bị tiểu đường bao nhiêu năm rồi? Bị tiểu đường 15 năm rồi. Đúng rồi. Tiểu đường là chức năng nó suy giảm. Nó kém rất nhiều. Đấy thì chỉ như em bảo trước kia mà em nói luôn là cái phần cương đấy nó cũng không thể hoàn toàn cứng được như những cái đấy. Nhưng mà lần này thấy tốt hơn. Hài hòa. Tốt hơn so với những lần trước. Nên em rất thích cái điều đấy. Em bảo những cái chiêu của thầy của nó nó quá là cực kỳ luôn chứ không phải là không. Đấy thì cũng chia sẻ với anh em cả lớp mình như thế. Hay quá. Đấy là cái chiêu thích nhất mà cái lớp học vừa qua có cái cảm nhận và đã thu hoạch được cái điều đấy. Hay quá, vỗ tay. Quá tuyệt vời luôn.